Thưa quý vị, sáng nay thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi 1 cho toàn bộ trẻ em từ 15 đến 18 tuổi trên địa bàn. Thời gian triển khai đợt tiêm này diễn ra trong 3 ngày với tổng số người trong độ tuổi được tiêm là 45.400 trẻ. Phóng viên Đào Tuấn thông tin chi tiết tại Đà Nẵng. Trong 3 ngày, bắt đầu từ sáng nay đến hết ngày 4 tháng 11, thì thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành tiêm vaccine mũi 1 cho nhóm đối tượng từ 15 đến 18 tuổi, trong đó chủ yếu là học sinh bậc trung học phổ thông gồm các khối 10, 11 và 12. Để hoàn thành cái mục tiêu tiêm trong vòng 3 ngày này thì thành phố Đà Nẵng sẽ đặt 19 điểm tiêm với 120 bàn tiêm trên khắp địa bàn thành phố để hoàn thành mục tiêu này. Và ngay trong sáng nay thì tại các cái điểm tiêm ở các cái trường học thì hầu như là các học sinh đều hồ hởi, phấn khởi và khá yên tâm khi đi tiêm vaccine. Quy trình tổ chức của thành phố Đà Nẵng thì cũng được thực hiện khá tốt bởi các cái điểm tiêm này thì cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình phục vụ việc tiêm vaccine trong suốt thời gian qua. Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu là việc tiêm vaccine sẽ thực hiện đúng lộ trình, đúng kế hoạch để đảm bảo là ngày 15 tháng 11 tới thì học sinh các bậc học sẽ trở lại trường, trong đó có nhóm từ 15 đến 18 tuổi. Và thành phố Đà Nẵng cũng cho biết là sau khi hoàn thiện xong cái việc tiêm cho nhóm từ 15 đến 18 thì thời gian tới Đà Nẵng sẽ tiếp tục tiêm cho nhóm trẻ từ 12 đến 15. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này sẽ xây dựng phương án và đề xuất cho học sinh lớp 9, lớp 12 và học sinh đã hoàn tất 2 mũi vaccine được đi học trực tiếp trở lại vào đầu tháng 12 tới. Tiến độ công tác tiêm chủng cho trẻ cũng đang hoàn thiện nhanh chóng. Thời điểm này, các trường trên địa bàn đang gấp rút hoàn thiện sửa sang cơ sở vật chất đã bị xuống cấp sau một thời gian được trưng dụng trong công tác phòng chống dịch để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón các em học sinh quay trở lại trường. Ngôi trường này trong suốt nhiều tháng cao điểm bùng phát dịch đã được trưng dụng làm điểm test cộng đồng và làm kho bãi chứa thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm. Các phương tiện vận tải thường xuyên ra vào đã gây ra sụt lún trong khuôn viên nhà trường. Phải hư chỗ nào sửa cho đó liền. Và hiện nay nhà trường đã sửa hết toàn bộ cái hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường, ví dụ như hệ thống hạ tầng gồm có là cái đường dẫn vô trường nè. Rồi bàn ghế là nhà trường sơn mới, phòng trong phòng cũng vậy, phòng học là nhà trường sơn mới. Cái việc sơn này là cũng đáp đúng cái tiêu chí, tức là sát khuẩn trong cái vấn đề phòng dịch cho học sinh khi nó tới trường nó học. Còn đối với trường trung học cơ sở Lê Văn Tám, sau 2 tháng được trưng dụng làm điểm lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine, nhà thi đấu đa năng của trường đã đặc biệt xuống cấp. Đây là hạng mục quan trọng trong số những hạng mục cần gấp rút sửa chữa để hoàn thiện cơ sở vật chất tại trường. Sau thời gian sử dụng thì cơ sở chất nhà trường cũng một số cái điểm cũng xuống cấp, đặc biệt là các cái nhà thi đấu đa năng. Nhà trường đã lập cái dự toán để sửa chữa lớn là thay cái sàn gỗ cho nhà thi đấu đa năng này để phục vụ tốt nhất cho việc hoạt động dạy học tại trường. Cũng dự kiến cái kinh phí sửa chữa tất cả các hạng mục trên dưới khoảng 300 triệu. Thành phố cũng có chỉ đạo các sở ngành liên quan sẵn sàng bố trí cái kinh phí để sửa chữa. Cái này là nó không nằm trong cái kinh phí chi thường xuyên của các trường, cho nên là các trường sẽ cái điều tra, kiểm tra lại cái tình hình cơ sở vật chất và đưa ra cái dự toán và tập hợp về để Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp Sở Tài chính sẽ trình với Ủy ban nhân dân thành phố. Nói chung là kinh phí sửa chữa trường học là được ưu tiên trong cái thời gian sắp tới. Hiện còn khoảng 230 trường chưa bàn giao cho ngành giáo dục, trong đó có 31 trường trung học phổ thông. Dự kiến số cơ sở này sẽ được trả lại công năng ban đầu trong tháng 11. Các trường đều được các ngành y tế vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khuôn viên liên tục trong 2 tuần. Sau đó, nhà trường mới tiếp nhận sửa sang cơ sở vật chất, tiếp tục vệ sinh để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh khi các em trở lại trường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp mới phục hồi sau thời gian gián đoạn sản xuất do dịch COVID-19, trong khi chỉ 3 tháng nữa là Tết Nguyên đán. Do đó, công tác chuẩn bị hàng hóa cung ứng cho thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm này đang gặp nhiều khó khăn. Ngay khi hơn 2.000 lao động trở lại nhà máy làm việc trong trạng thái bình thường mới hồi đầu tháng 10, các phân xưởng tại doanh nghiệp này luôn hoạt động hết công suất. Tiêu chí trong 3 tháng tới của công ty là ngày nào cũng là cao điểm để nâng lượng hàng tồn kho lên, đảm bảo lượng hàng cung ứng dịp Tết. Sau cái thời gian giãn cách thì cái tồn kho các sản phẩm ở công ty chúng tôi gần như bằng không. Và như vậy thì bắt đầu từ 1 tháng 10, dần dần chúng tôi tập trung
sản xuất 3K, bố trí người lao động một cách hợp lý để hạn chế cái chuyện mà tiếp xúc với nhau nhằm là duy trì cái hoạt động sản xuất. Và như vậy thì đến thời điểm này chúng tôi dần dần nâng cái sản lượng tồn kho lên, và tôi hy vọng rằng từ đây đến Tết với cái tốc độ sản xuất như hiện nay thì chúng tôi sẽ đáp ứng được cái sản lượng để cung ứng cho thị trường trong cái dịp Tết đến. Ở lĩnh vực bán lẻ, các doanh nghiệp đã tăng cường nguồn hàng dự trữ trên toàn hệ thống, có phương án vận chuyển về vùng dịch kịp thời, giải cứu những mặt hàng tồn đọng. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài nên việc chuẩn bị hàng hóa gặp khó khăn. Hiện nay, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực phối hợp với các đơn vị cung ứng và Sở Công Thương các tỉnh thành để sớm hoàn thiện kế hoạch cung ứng hàng hóa dịp Tết. Đối với sản phẩm nhập khẩu thì chúng tôi vẫn gặp một số khó khăn nhất định. Chính phủ đã mở cửa lại nền kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề vận chuyển hàng hóa cũng như là vấn đề lưu thông hàng hóa vẫn chưa thật sự 100% phục hồi. Bên cạnh đó thì các nhà sản xuất họ cũng đang chưa hoàn toàn hồi phục về vấn đề nhân lực cũng như là cái nguồn nguyên liệu. Hiện tại thì họ cũng vẫn chưa hoàn toàn là có thể đáp ứng được cái nguồn cung ứng. Hiện nay là Sở Công Thương đang phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh để rà soát lại nguồn hàng cùng với các đơn vị cung ứng để xây dựng cái kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ Tết, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Nhưng mà Sở Công Thương cam đoan một việc là cái việc cung ứng hàng hóa Tết cho người dân sẽ cũng đảm bảo đầy đủ như mọi năm, cho dù bất cứ tình huống nào xảy ra. Trong khi đó, các chợ truyền thống cũng đang dần khôi phục trong trạng thái bình thường mới, góp phần quan trọng trong việc bình ổn giá các mặt hàng, rau củ, trái cây về mức hợp lý. Hiện nay, lượng hàng hóa nông sản, thực phẩm tập kết về điểm trung chuyển ở 3 chợ đầu mối cũng đang tăng dần, đáp ứng yêu cầu của người dân, đặc biệt vào giai đoạn Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Huyện Việt Yên đang là địa phương có nhiều ca F0 nhất tại tỉnh Bắc Giang. Thời điểm này, tại xã Văn Trung, nơi có 2 công nhân là F0 của một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quang Châu, lưu trú, địa phương đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân và hàng nghìn công nhân trọ tại đây. Tại thôn Vân Cốc 1, mặc dù trời mưa to nhưng việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và công nhân ở đây vẫn diễn ra hết sức khẩn trương và nghiêm túc. Bà con đến lấy mẫu theo từng cụm gia đình mà chính quyền địa phương đã thông báo. Khi tôi không tin đấy thì mình cũng phải ra lấy mẫu để cho mình cảm giác yên tâm hơn, thì an toàn cho mình, an toàn cho mọi người nữa. Để thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tầm soát sớm cho hơn 2.000 người dân và khoảng 3.500 công nhân của hai thôn, xã Vân Trung đã nhận được sự hỗ trợ của 30 cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế Hiệp Hòa. Đoàn công tác đã tổ chức lấy mẫu ở 8 địa điểm để tạo thuận lợi cho người dân không phải di chuyển xa trong điều kiện thời tiết bất lợi. Mặc dù thời tiết đang mưa gió nhưng mà anh chị em cũng không quản ngại vất vả, sẵn sàng là chi viện và giúp đỡ huyện Việt Yên ạ. Phân công tổ COVID cộng đồng phối kết hợp với trạm y tế và phát phiếu ghi đến hộ là theo cái 10 hộ. 10 người một giấy. Đấy, và theo tuần tự và phân công người đi gọi và bố trí các điểm giải ra và bố trí anh em cùng với trạm y tế để tiến hành nhập liệu cũng như là tổ chức giúp trạm để xét nghiệm. Xác định xét nghiệm là một trong những biện pháp quan trọng để đánh giá tình hình ổ dịch, cùng với lấy mẫu tầm soát sớm ở những khu vực dân cư có công nhân F0 lưu trú. Huyện Việt Yên dự kiến triển khai lấy mẫu diện rộng cho toàn bộ dân cư các xã, thị trấn ven khu công nghiệp.